chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những video review của Crown Luxury. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với thương hiệu Patek Philippe, một thương hiệu vô cùng quen thuộc với bất kỳ người yêu đồng hồ nào. Được thành lập vào năm 1851, Patek Philippe đã cho ra đời rất nhiều bộ sưu tập gây được tiếng vang lớn cùng những chiếc đồng hồ có bộ máy vô cùng tinh xảo và chức năng phức tạp. Trong đó không thể không nhắc đến những chiếc đồng hồ thiên văn học hoặc những chiếc chuông gõ Minute Repeater, được xem là đỉnh cao trong ngành chế tác đồng hồ. Thế nhưng vào năm 1976, Patek Philippe đã gây sốt cho giới mộ điệu khi tung ra bộ sưu tập thể thao đầu tiên mang tên Nautilus, mang cảm hứng từ chiếc tàu thủy cùng tên trong bộ tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển của nhà văn Jules Verne. Chiếc đồng hồ mang hình dáng của ô cửa sổ tàu ngầm, cực kỳ lạ mắt trong thời điểm hiện tại, đã đập tan định kiến về những chiếc đồng hồ truyền thống. 40 năm sau, tiếp nối thành công của mình, bộ sưu tập Nautilus liên tục được cải tiến với các chất liệu đa dạng hơn như vàng hồng, vàng trắng và dành cho cả nam lẫn nữ. Đối với Patek Philippe, sáng tạo không bao giờ là đủ. Gần đây hãng đã cho ra mắt những phiên bản kết hợp với đá quý và kim cương đắt giá. Và trên tay tôi hiện giờ là một mẫu cực kỳ lộng lẫy mang mã hiệu 571910G010. Đây là phiên bản cực kỳ táo bạo khi nhà sản xuất quyết định phủ kín các bề mặt của bộ vỏ đồng hồ bằng những viên kim cương đủ mọi kiểu dáng và kích thước. Có tổng cộng 1.343 viên kim cương với tổng trọng lượng lên đến 18.73 carat được sử dụng trên mỗi tuyệt tác này. Trong đó, 32 viên kim cương baguette có kích thước lớn nhất được đặt xung quanh viền bezel và 150 viên kim cương baguette khác được đính dọc theo dây đeo là điểm nhấn chính. Phần mặt số đã được thiết kế tối giản và phủ kín bởi 255 viên kim cương. Nổi bật trên đó là tên thương hiệu danh giá, cùng với 3 cọc số tại các vị trí 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ được đánh dấu bằng kim cương baguette nổi bật. Cọc số 3 giờ đã được thay thế bởi một cửa sổ báo ngày. Tất cả kim cương đều được hãng chọn lọc từ những viên xuất sắc nhất, từ nước D cho tới nước G, độ trong suốt IF và nét cắt Excellent, để đảm bảo được độ chiếu nhất và sáng nhất của mỗi tác phẩm được đính vào. Có thể thấy từ việc chọn lọc kim cương đến việc đính 1.300 viên kim cương hoàn toàn thủ công như thế này là cả một quá trình đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và mất hàng trăm giờ làm việc. Bộ vỏ đồng hồ được chế tác từ vàng trắng với đường kính 40mm. Sự kết hợp này đã tôn lên sự sang trọng và lấp lánh của kim cương, khiến chiếc đồng hồ này càng trở nên thu hút. Bên dưới lớp kính sapphire ở mặt đáy là bộ máy in-house caliber 324SC, một bộ máy được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn bởi Patek Philippe. Bộ chuyển động automatic này được cấu thành từ 213 linh kiện và có khả năng duy trì hoạt động cho đồng hồ trong 45 giờ. Các thao tác điều chỉnh ngày giờ của đồng hồ cũng khá đơn giản. Đầu tiên ta phải mở khóa núm chỉnh bằng cách vặn núm chỉnh ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó ta có thể tiến hành lên gót tay cho đồng hồ bằng cách vặn núm chỉnh thuận chiều kim đồng hồ. Sau khi nhấc núm chỉnh ra một nấc, ta vặn thuận chiều kim đồng hồ để chỉnh ngày. Và nhấc ra một nấc nữa để chỉnh giờ, phút cho đồng hồ. Nautilus được xem là bộ sưu tập được khao khát nhất đối với các nhà sưu tầm. Khi mà việc sở hữu một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập này tại cửa hàng chính hãng chưa bao giờ là dễ dàng, vì phải đáp ứng được nhiều điều kiện của hãng như mua kèm với các sản phẩm khác hoặc phải tích rất nhiều điểm. Chính vì vậy, giá thị trường của những chiếc Nautilus luôn là đề tài được quan tâm. Và việc sở hữu một chiếc Nautilus không chỉ thể hiện được giá trị của chiếc đồng hồ mà còn nói lên được đẳng cấp của người sở hữu.